giờ mình sẽ móc mồi vô nha các bạn. Cá nó táp rồi, giờ mình sẽ móc mồi vô cần câu và câu nha các bạn. Giờ mình nhử nha các bạn, nhử nó vô rồi mình để câu xuống nè các bạn ơi. Dính nha các bạn. Trắng cái từ